Xin chào anh chị, các bạn đã đến với kênh YouTube của Thượng Đoàn TV. Rất vui được gặp lại anh chị bạn trong nội dung video mới nhất của mình ngày hôm nay. Thì trong chuỗi video chia sẻ về thông tin quệt của các địa phương trên toàn quốc, vừa rồi mình có nhận được thông tin bình luận của bạn Yến Lê. Bạn có hỏi là anh ơi, có con đường cao tốc chạy song song với quốc lộ 62 phải không anh? Mong đợi tin của anh. Thì ngày hôm nay mình làm clip này chia sẻ đến bạn Yến Lê và tất cả anh chị và các bạn. Nếu mà anh chị bạn cảm thấy nội dung video này hữu ích, xin bấm nút like và nút đăng ký. Và đừng quên bấm nút chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình về quy hoạch nhé. Anh chị và các bạn có quan tâm đến thông tin quy hoạch của địa phương nào, xin hãy để thông tin dưới phần bình luận. Mình sẽ sắp xếp để chia sẻ đến anh chị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Thì đây là bản đồ quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của huyện Thủ Thừa đến năm 2030. Thì có trục đường 6, quốc lộ 62 đi ngang huyện Thủ Thừa. Thì trên địa bàn huyện sẽ có hai trục quốc lộ chính, đó là trục quốc lộ 62 và trục quốc lộ N2. Trước tiên là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các cái hướng dẫn trên bản đồ. Thì trên bản đồ thì chúng ta sẽ có là đường giao thông màu vàng, đường cao tốc, quốc lộ 5 cấp từ 2016-20, quốc lộ đường cao tốc làm mới từ 16-20, đường tỉnh lộ nâng cấp đến 2030, tỉnh lộ nâng cấp đến 2020, tỉnh lộ làm mới đến 2030, đường huyện nâng cấp màu đỏ từ 2016-2020, đường huyện xây mới từ 2021 đến 2030. Thì bây giờ chúng ta sẽ quan tâm đến những thông tin chính. Thứ nhất là ví dụ như là đường tỉnh nâng cấp đến 2030, hay là đường tỉnh làm mới đến 2030. Rồi, và thứ ba là đường huyện xây mới từ năm 2021, giai đoạn từ 2021 đến 2030. Trước tiên là mình trả lời câu hỏi của bạn Yến Lê là tuyến đường quốc lộ 62 có con đường cao tốc song song hay không. Thì bạn Yến Lê ơi, thì đây là quốc lộ 62 đó bạn. Theo thông tin quy hoạch giao thông tổng thể kinh tế xã hội huyện Thủ Thừa Long An đến 2030, thì nhìn chung á, là hồi nãy mình có xem các huyện khác luôn cũng không có con đường cao tốc song song. Thì ở đây mình xin trả lời bạn là sẽ không có con đường cao tốc song song với quốc lộ 62 nha bạn Yến Lê. Tuy nhiên thì trên địa bàn của các huyện Thủ Thừa nè, thì có rất là nhiều con đường mới được hình thành để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Cái đường màu đỏ gạch ngang, đường màu đỏ gạch ngang ở đây, đường màu đỏ gạch ngang đây, đường màu đỏ gạch ngang, đường màu đỏ gạch ngang này sẽ là đường huyện xây mới từ năm 2021 đến năm 2030. Có rất nhiều con đường huyện được xây mới. Khu vực xã Bình An từ
khu vực xã Bình An, từ thị trấn Thủ Thừa sẽ có một con đường mới được hình thành. Nó sẽ đi qua khu vực là Âm Thanh Duy Tân. Nó sẽ ra đến ngay công ty cổ phần Long Sơn La. Để sát nhập vào đường DT817. Thì nhìn trên bản đồ chúng ta cũng thấy là đường tỉnh DT834B thì định hướng đến 2030 cũng được mở rộng thêm rất là nhiều. Đây. Đây là định hướng mở rộng đó anh chị các bạn. Cái con đường mà từ thị trấn Thủ Thừa ra đến đường DT817 là đường mới hoàn toàn nha anh chị các bạn. Đường quốc lộ N2 Đường quốc lộ N2 thì ngay chỗ nhà Mai Nguyên, tỉnh Long An này. Ngay chỗ ngã ba sẽ được đi thẳng và mở rộng thêm rất là nhiều. Đây. Đi qua cửa hàng vật tư nông nghiệp Tư Khải, lò bánh mì Phú Quốc.
Khu vực xã Long Thạnh á, thì các con kênh như là kênh 10, kênh 6, kênh 5 sẽ được quy hoạch thành đường liên huyện và sẽ được xây mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030. Đây. Khu vực xã Long Thành, kênh 5, kênh 6, kênh 10. Khu vực xã Tân Lập thì sẽ hình thành là khu công nghiệp xử lý rác thải cực kỳ lớn. Khu vực kênh T3, 2 của xã Long Thuận thì cũng được quy hoạch thành đường liên huyện từ năm 2031 đến năm 2030. Từ năm 2021 đến năm 2030. Khu vực kênh 500 của xã Mỹ An và kênh Trà Mùn của xã Mỹ An cũng được quy hoạch thành đường liên huyện định hướng từ 2021 đến 2030. Trên đây mình vừa trả lời câu hỏi của bạn Yến Lê, bạn có hỏi về có con đường song song với quốc lộ 62 hay không, thì mình trả lời bạn là không. Và mình cũng chia sẻ sơ bộ về thông tin quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của huyện Thủ Thừa đến năm 2030. Nếu mà anh chị các bạn cảm thấy nội dung video này hữu ích, xin bấm nút like và nút đăng ký và đừng quên bấm nút chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nhé. Anh chị và bạn có quan tâm đến thông tin quy hoạch của địa phương nào, xin hãy để thông tin dưới phần bình luận. Mình sẽ sắp xếp để chia sẻ đến anh chị và bạn trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.